Thân mến, chào các em học sinh khối 8, trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kỳ 2 thật tốt, hôm nay cô sẽ dành tiết ôn tập về các chủ đề 5, chủ đề 6. Chủ đề 5 về điện. Bài 20, nhiễm điện do cọ sát. Ta có thể làm nhiễm điện cho một vật bằng cách cọ sát. Đặc điểm của vật nhiễm điện là nó có khả năng hút được các vật nhẹ khác, ví dụ như là cọng rơm, vỏ chấu, những sợi tóc hoặc những vụn giấy. Thế thì tại sao một vật cọ sát thì lại bị nhiễm điện? Ví dụ, thước nhựa cọ sát vào mảnh vải thì thước nhựa nhiễm điện âm. Đó là khi cọ sát, các electron từ miếng vải đã truyền sang thước nhựa. Thước nhựa nhận thêm electron nên nhiễm điện âm. Đồng thời, miếng vải bị mất bớt electron nên nhiễm điện dương. Các vật nhiễm điện trái dấu hoặc là khác loại thì chúng sẽ hút nhau. Các vật nhiễm điện cùng dấu hoặc là cùng loại thì chúng sẽ đẩy nhau. Khi các vật nhiễm điện phóng điện thì sẽ có dòng chuyển rời của các hạt mang điện, chính vì vậy sinh ra dòng điện. Định nghĩa dòng điện như sau: dòng điện là dòng chuyển rời có hướng của các hạt mang điện. Các thiết bị hoạt động được chỉ khi có dòng điện chạy qua. Vật dẫn điện và vật cách điện. Một mạch điện thì phải gồm các vật dẫn điện nối lại với nhau thì dòng điện mới chạy qua. Vật dẫn điện là vật cho dòng điện đi qua. Ví dụ, những vật bằng kim loại, gỗ tươi, hoặc là nước biển, hoặc nước thường dùng. Có những vật không cho dòng điện đi qua, người ta gọi đó là vật cách điện. Ví dụ như bằng nhựa, thủy tinh, bằng sứ. Sang bài 21, bài mạch điện. Để mô tả đơn giản một mạch điện và lắp mạch điện theo đúng yêu cầu, người ta dùng sơ đồ mạch điện. Để vẽ được sơ đồ mạch điện, các em phải dùng các ký hiệu theo quy ước ở bảng 21.1. Ví dụ, nguồn điện. Nguồn điện là một pin, các em vẽ hai đoạn thẳng, một đoạn dài hơn là cực dương và một đoạn ngắn hơn là cực âm. Còn nếu nguồn điện là một bộ pin mắc nối tiếp, bộ pin gồm 2 pin thì các em vẽ 4 đoạn thẳng. Cực dương rồi đến cực âm, rồi đến cực dương, rồi lại đến cực âm. Còn ví dụ như công tắc, thì nếu công tắc mở là có nghĩa là mạch hở, không có dòng điện chạy qua, các em không vẽ chiều dòng điện. Còn nếu công tắc đóng, có dòng điện chạy qua, các em phải vẽ chiều dòng điện theo quy ước là dòng điện sẽ đi từ cực dương qua vật dẫn và đến cực âm của nguồn điện. Đồng hồ đo điện, ampe kế và vôn kế, khi vẽ vào trong sơ đồ mạch điện, các em phải vẽ đúng vị trí của nó. Ampe kế mắc nối tiếp và vôn kế mắc song song. Các chốt dương được nối về cực dương, các chốt âm được nối về cực âm. Còn đây là ký hiệu về thiết bị điện, đó là bóng đèn sợi đốt, điện trở, biến trở, diode hoặc diode phát quang, chuông điện. Các em về nhà học kỹ các ký hiệu ở bảng 21.1 để vẽ sơ đồ mạch điện trong phần luyện tập ở tờ ôn tập. Ví dụ, nhìn vào sơ đồ mạch điện ở hình vẽ, ta có thể biết được mạch điện đó gồm có những thiết bị điện nào. Thứ nhất, nguồn điện gồm 2 pin. Thứ hai là một công tắc K đang đóng. Thứ ba là một ampe kế mắc nối tiếp với công tắc K. Đồng thời, một vôn kế mắc song song với đèn.
Kem nhớ, phôn kế luôn mắc song song với các thiết bị điện. Bên cạnh đó, gồm có các dây nối nữa. Sang bài 22, tác dụng của dòng điện. Ta không thể nhìn thấy được dòng điện, nhưng ta có thể nhận biết được dòng điện nhờ các tác dụng của nó. Ví dụ, dòng điện đi vào bóng đèn, làm sáng bóng đèn. Ta nói, dòng điện có tác dụng phát sáng. Dòng điện đi vào ấm cứu nước siêu tốc, làm nóng nước. Ta nói, dòng điện có tác dụng nhiệt. Nếu cắm thanh đồng và thanh inox vào dung dịch copper sulfate, thì sau một thời gian có một lớp đồng bám vào thanh inox. Như vậy, ta đã được tách được đồng ra khỏi dung dịch và mạ lên thanh inox. Ta nói, dòng điện có tác dụng hóa học. Cơ thể người và động vật đều dẫn điện. Ta nói, dòng điện có tác dụng sinh lý. Như vậy, một số tác dụng của dòng điện đó là tác dụng nhiệt, làm nóng nồi cơm điện, tác dụng phát sáng, làm sáng bóng đèn ở bút thử điện hoặc là làm sáng bóng đèn điện, tác dụng hóa học, dùng để mạ điện hoặc là người trong cuộc sống người ta hay mạ trang sức. Còn tác dụng sinh lý, ta có thể dùng máy kích tim để cấp cứu, chữa bệnh. Nhưng nếu ta sơ ý làm cho dòng điện đi qua cơ thể thì có thể gây ra điện giật, rất gây nguy hiểm cho cơ thể chúng ta. Sang bài 23, cường độ dòng điện và hiệu điện thế. Trước tiên, Kem hiểu về nguồn điện là gì? Nguồn điện là một thiết bị để tạo ra và duy trì dòng điện. Nguồn điện có khả năng cung cấp năng lượng điện để các dụng cụ điện hoạt động. Ví dụ các nguồn điện đó là pin hoặc ắc quy hoặc máy phát điện. Cô sẽ nhắc lại cho các em hiểu rõ hơn hai đại lượng vật lý, đó là hiệu điện thế và cường độ dòng điện. Các em đã biết, nguồn điện thì sinh ra dòng điện. Vậy khả năng sinh ra dòng điện của nguồn điện được đặc trưng bằng hiệu điện thế giữa hai cực của nó. Ví dụ, khả năng sinh ra dòng điện của nguồn điện mà càng lớn, thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện càng lớn. Nếu dòng điện mạnh yếu khác nhau, thì đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của dòng điện đó là cường độ dòng điện. Ký hiệu, đơn vị, dụng cụ đo và cách mắc dụng cụ đo hai đại lượng đó là khác nhau. Đối với cường độ dòng điện, ký hiệu là I, đơn vị là ampere, ký hiệu là chữ A, dụng cụ đo là ampere kế, mắc vào mạch điện ta phải mắc nối tiếp. Còn ký hiệu hiệu điện thế là U, đơn vị đo hiệu điện thế là volt, ký hiệu chữ V, dụng cụ đo là volt kế, mắc vào mạch điện ta mắc song song. Sang chủ đề 6 là chủ đề về nhiệt. Bài 24, năng lượng nhiệt. Khái niệm năng lượng nhiệt, tổng động năng của các phân tử tạo nên vật được gọi là năng lượng nhiệt của vật đó. Vậy năng lượng nhiệt được truyền đi như thế nào? Năng lượng nhiệt luôn được truyền từ nơi có nhiệt độ cao đến nơi có nhiệt độ thấp. Vật có nhiệt độ cao hơn sẽ truyền năng lượng nhiệt cho vật có nhiệt độ thấp hơn. Vì vậy, vật có nhiệt độ cao hơn sẽ mất bớt năng lượng nhiệt. Đồng thời, vật có nhiệt độ thấp hơn sẽ nhận thêm năng lượng nhiệt từ vật có nhiệt độ cao truyền tới. Và cái phần năng lượng nhiệt mà vật nhận thêm hay mất bớt đi, người ta gọi đó là nhiệt lượng. Khái niệm nội năng của một vật. Tổng động năng và thế năng của các phân tử tạo nên vật được gọi là nội năng của một vật. Các em đã biết các phân tử chuyển động không ngừng nên các phân tử có động năng. Các phân tử tương tác với nhau và giữa chúng có khoảng cách nên các phân tử có thế năng. Vì vậy, bất kỳ vật nào cũng có nội năng.
Khi nhiệt độ của vật tăng lên thì năng lượng nhiệt của vật cũng tăng lên, do các phân tử tạo nên vật chuyển động nhanh lên. Vì vậy, khi nhiệt độ tăng thì nội năng của vật cũng tăng. Và ngược lại, khi nhiệt độ giảm thì nội năng của vật cũng giảm. Sang bài 25, sự truyền năng lượng nhiệt, người ta gọi tắt là truyền nhiệt. Sự truyền nhiệt xảy ra dưới 3 hình thức, đó là dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ nhiệt. Dẫn nhiệt là sự truyền năng lượng nhiệt từng phần, chủ yếu xảy ra ở chất rắn, còn chất lỏng và chất khí cũng dẫn nhiệt nhưng mà dẫn nhiệt kém. Còn đối lưu là sự truyền nhiệt bởi các dòng chất lỏng xảy ra ở chất lỏng và chất khí. Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng cách phát ra các tia nhiệt đi thẳng. Bức xạ nhiệt truyền trong chất rắn, chất lỏng, chất khí và cả trong chân không nữa. Ví dụ, trường hợp đun một nồi nước trên bếp ga, ta thấy xảy ra ba hình thức. Thứ nhất, dẫn nhiệt. Khi ta đun, năng lượng nhiệt từ ngọn lửa đã truyền tới đáy nồi, đến tay cầm, đến thành nồi. Còn nước trong nồi nóng lên, nhờ năng lượng nhiệt từ bếp ga truyền tới nước bằng hình thức đối lưu. Bếp ga hoặc lửa sẽ truyền nhiệt ra không khí xung quanh bằng hình thức bức xạ nhiệt. Những vật dẫn nhiệt tốt thì được dùng khi cần truyền năng lượng nhanh. Ví dụ, bộ tản nhiệt ở ô tô, những vật bằng kim loại. Những vật liệu dẫn nhiệt kém được dùng làm vật cách nhiệt như len, dạ, không khí, thủy tinh. Sang bài 26, sự nở vì nhiệt. Qua các thí nghiệm các em đã theo dõi trên lớp, các em đã biết được các chất rắn lỏng khí đều nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi. Các chất rắn lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau, nhưng các chất khí khác nhau thì lại nở vì nhiệt giống nhau. Ứng dụng về sự nở vì nhiệt trong thực tế, người ta chế tạo ra băng kép. Băng kép là ứng dụng sự nở vì nhiệt khác nhau của hai chất khác nhau. Nó sẽ đóng ngắt mạch điện tự động khi nhiệt độ thay đổi. Hai chất rắn khác nhau, nở khác nhau. Ta có thể ứng dụng về sự nở vì nhiệt để chế tạo ra nhiệt kế. Khi nhiệt độ thay đổi, do sự giãn nở vì nhiệt của chất lỏng, mực thủy ngân trong nhiệt kế có thể tăng lên hoặc hạ xuống. Ứng dụng sự nở vì nhiệt, người ta chế tạo ra khinh khí cầu. Không khí được đốt nóng, giãn nở ra. Dòng không khí nóng này sẽ di chuyển lên cao, tạo ra lực đẩy hướng lên trên, làm cho khinh khí cầu nhẹ hơn và có thể bay lên cao. Bên cạnh những cái tác dụng về sự nở về nhiệt, ta có thấy được tác hại của sự nở về nhiệt nữa. Ví dụ, sự nở về nhiệt có thể tạo ra lực có cường độ cực mạnh, đủ sức làm biến dạng đường sắt, đường ống dẫn nước, dẫn khí, gây ra sự nguy hiểm. Bây giờ chúng ta tiếp tục ôn tập phần 3 vật sống nhé. Nội dung ôn tập nằm trong kiến thức của 5 bài. Bài thứ nhất là bài 27 khái quát về cơ thể người, bài 28 hệ vận động ở người, bài 29 dinh dưỡng và tiêu hóa ở người, bài 30 máu và hệ tuần hoàn ở người và bài 31 thực hành về máu và hệ tuần hoàn. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu bài 27 khái quát về cơ thể người. Ở bài này các em chỉ cần nắm được trong cơ thể sẽ có những hệ cơ quan và chức năng của nó như hệ vận động, nâng đỡ và giúp cơ thể vận động, di chuyển, hệ tiêu hóa, biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng để cơ thể hấp thụ, đồng thời thải chất thải ra ngoài, hệ tuần hoàn, vận chuyển máu đi khắp cơ thể để nuôi cơ thể, hệ hô hấp, thực hiện quá trình trao đổi khí, hệ bài tiết
lọc và bài tiết những sản phẩm độc hại, sản phẩm không cần thiết cho cơ thể đi ra ngoài. Hệ thần kinh điều hòa và điều khiển những hoạt động của các hệ cơ quan khác và toàn bộ cơ thể. Hệ nội tiết, tiết hormone điều hòa các quá trình sinh lý của cơ thể. Và hệ sinh dục, tiết hormone sinh dục đồng thời giúp quá trình sinh sản để đảm bảo duy trì nòi giống. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu bài số 28, hệ vận động mỗi người. Phần 1, sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của hệ vận động. Chúng ta cần nắm được hệ vận động được cấu tạo bởi 3 phần: cơ vân, xương và khớp. Mỗi một phần sẽ có cấu tạo phù hợp với chức năng của chúng. Vậy thì xương sẽ có cấu tạo phù hợp với chức năng như thế nào? Sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của xương được thể hiện ở 3 đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là thành phần hóa học, thứ hai là hình dạng và thứ ba là cấu trúc. Thành phần hóa học của xương gồm nước, chất hữu cơ và chất vô cơ. Chất hữu cơ gồm protein, chủ yếu là collagen và lipid, saccharide, đảm bảo cho xương có tính đàn hồi. Chất vô cơ chủ yếu là muối calcium, muối phosphate, đảm bảo cho xương có tính rắn chắc. Ngoài ra, ở mỗi vị trí, hình dạng của xương sẽ phù hợp với chức năng mà xương nó đảm nhiệm. Ví dụ, ở hộp sọ sẽ gồm những xương dẹt để phù hợp với chức năng bảo vệ bộ não bên trong. Thêm vào đó, đặc điểm cấu trúc của xương cũng sẽ phù hợp với chức năng mà xương đó đảm nhiệm. Ví dụ, xương đùi chắc và chịu lực tốt là nhờ có cấu trúc hai đầu xương là mô xương xốp với các nang xương được xếp theo dạng hình vòng cung sẽ giúp phân tán lực tác động. Thân xương là mô xương cứng sẽ giúp cho xương chịu lực tốt nhất. Tiếp theo, cấu tạo của khớp sẽ phù hợp với chức năng của nó như thế nào? Khớp gồm có 3 loại. Thứ nhất là khớp bất động, ví dụ như khớp ở hộp sọ hoặc khớp ở các xương mặt. Thứ hai là khớp bán động, ví dụ như khớp ở các đốt sống hoặc khớp háng, khớp mu. Thứ ba là khớp động, ví dụ như khớp gối, khớp cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu tay. Ngoài ra, mỗi loại khớp còn cho phép các xương hoạt động ở mức độ khác nhau để phù hợp với chức năng của chúng. Ví dụ, ở hộp sọ, các xương liên kết với nhau bằng khớp bất động để phù hợp với chức năng bảo vệ não, các cơ quan thị giác, thính giác bên trong. Ở các xương đốt sống sẽ liên kết với nhau bằng khớp bán động, nên cột sống có thể cử động ở mức độ nhất định và bảo vệ tủy sống. Còn ở các xương đầu gối sẽ liên kết với nhau bằng khớp động, nên cử động một cách dễ dàng. Nhờ vậy chúng ta có thể di chuyển và vận động được. Vậy thì cấu tạo của cơ vân phù hợp với chức năng như thế nào? Cấu tạo của cơ vân gồm bắp cơ, trong bắp cơ có nhiều bó cơ, trong bó cơ có nhiều sợi cơ, trong sợi cơ lại có các tơ cơ nằm song song theo chiều dọc của sợi cơ. Tơ cơ có khả năng thay đổi chiều dài và đường kính của bắp cơ, nhờ vậy dẫn đến bắp cơ có thể co và giãn được. Mỗi động tác vận động của cơ thể đều có sự phối hợp hoạt động của nhiều cơ. Phần 2, sự phối hợp hoạt động của cơ, xương, khớp. Nhờ sự điều khiển của hệ thần kinh nên cơ co giãn, phối hợp cùng với sự hoạt động của các khớp làm cho xương chuyển động. Sự sắp xếp của xương, khớp, cơ sẽ hình thành nên cấu trúc có dạng đòn bẩy. Trong đó, khớp hình thành nên điểm tựa, sự co cơ tạo nên lực kéo làm xương di chuyển, tạo nên sự vận động của cơ thể. Chúng ta cần làm gì để bảo vệ hệ vận động được khỏe mạnh? Đầu tiên, chúng ta cần tìm hiểu về các bệnh và tật có liên quan đến hệ vận động. Thứ nhất là loãng xương, nguyên nhân do thiếu calcium và vitamin D, do tuổi cao, do thay đổi hormone, làm cho xương giòn và dễ gãy. Thứ hai là bong gân, trật khớp, gãy xương, do chúng ta chưa cẩn thận trong di chuyển và vận động hoặc là do tai nạn khi chơi thể thao. Thứ ba là viêm khớp, viêm cơ do nhiễm khuẩn, thừa cân, béo phì. Thứ tư là còi xương, nguyên nhân do thiếu calcium và vitamin D, thường gặp ở trẻ em. Thứ năm là tật cong vẹo cột sống, hay gặp trong học đường, do chúng ta ngồi học không đúng tư thế
hoặc do chúng ta mang vác nặng một bên ở thời gian lâu. Vậy thì chúng ta cần làm như thế nào để phòng chống bệnh và tật liên quan đến hệ vận động? Thứ nhất, chúng ta tập thể dục thể thao thường xuyên để giúp cho xương được dẻo dai, rắn chắc. Ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, đặc biệt là bổ sung calcium và vitamin D. Làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu qua bài số 29, dinh dưỡng và tiêu hóa ở người. Phần 1, dinh dưỡng và chế độ dinh dưỡng hợp lý, dinh dưỡng và chất dinh dưỡng. Dinh dưỡng là quá trình thu nhận, biến đổi và sử dụng các chất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng là những chất hay hợp chất có trong thức ăn. Chúng có vai trò cung cấp nguyên liệu, năng lượng cho tế bào để duy trì hoạt động sống của cơ thể. Thế nào là một chế độ dinh dưỡng hợp lý? Chế độ dinh dưỡng hợp lý là số lượng thành phần các loại thực phẩm một người sử dụng giúp cung cấp đầy đủ cân bằng về năng lượng và các nhóm chất dinh dưỡng đảm bảo đủ nhu cầu của cơ thể. Chế độ dinh dưỡng không hợp lý có thể sẽ dẫn đến thừa cân, béo phì hoặc suy dinh dưỡng. Vậy thì cơ thể chúng ta cần các chất dinh dưỡng chủ yếu nào? Thứ nhất là chất đạm, protein có trong thịt, cá, trứng, sữa. Thứ hai là chất béo, lipid có trong mỡ động vật và dầu thực vật. Trong đó, chất béo tốt cho cơ thể là có trong dầu thực vật. Thứ ba là chất đường bột, carbohydrate có trong ngũ cốc và các loại trái cây. Thứ tư là vitamin có trong rau củ quả. Thứ năm là chất khoáng có trong các loại thực phẩm nói chung và cuối cùng là nước. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu cấu tạo và chức năng của hệ tiêu hóa. Hệ tiêu hóa được chia làm hai phần là ống tiêu hóa và tuyến tiêu hóa. Ống tiêu hóa gồm có những cơ quan sau. Thứ nhất là khoang miệng giúp nghiền nhỏ thức ăn, đảo trộn thức ăn và thấm đều nước bọt, cảm nhận vị của thức ăn. Hầu và thực quản cử động nhu động đẩy thức ăn xuống dạ dày. Dạ dày tiết dịch vị, đồng thời dự trữ nghiền và đảo trộn thức ăn. Ruột non tiết dịch ruột, cử động nhu động để đẩy thức ăn đi xuống phần bên dưới và hấp thu các chất dinh dưỡng. Ruột già hấp thu nước, cử động nhu động ruột để đẩy chất cặn bã xuống trực tràng và tạo phân. Hậu môn thải phân ra ngoài. Về tuyến tiêu hóa sẽ gồm có các tuyến sau. Thứ nhất là tuyến nước bọt chứa enzyme giúp tiêu hóa một phần tinh bột chính. Tuyến vị tiết ra dịch vị để tiêu hóa protein và tiêu diệt mầm bệnh. Gan tiết dịch mật có chức năng nhũ tương hóa lipid, đồng thời đào thải độc tố. Túi mật là nơi dự trữ dịch mật. Tuyến tụy tiết dịch tụy chứa enzyme để tiêu hóa protein, lipid và carbohydrate. Tuyến ruột tiết dịch ruột chứa các enzyme để tiêu hóa protein và carbohydrate. Vậy thì chúng ta sẽ bảo vệ hệ tiêu hóa như thế nào để cơ thể khỏe mạnh? Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu các bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa. Nhóm bệnh thứ nhất là ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy và run sán. Nguyên nhân do chúng ta sử dụng thực phẩm bị nhiễm khuẩn, do môi trường sống ô nhiễm, do thói quen không tốt khi sử dụng thực phẩm. Tiếp theo là bệnh sâu răng, do vệ sinh răng miệng không đúng cách, thường xuyên ăn vặt, sử dụng chất thực phẩm nhiều đường nên vi khuẩn tấn công. Táo bón do chế độ ăn uống không hợp lý, uống ít nước, thiếu chất xơ, ăn nhiều thực phẩm giàu chất béo hoặc là do sử dụng các loại thuốc. Viêm dạ dày do nhiễm vi khuẩn HB, chế độ dinh dưỡng thiếu khoa học, sử dụng nhiều thuốc, tâm lý căng thẳng. Vậy thì chúng ta sẽ phòng tránh những bệnh như thế nào? Thứ nhất, nên thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh, có chế độ dinh dưỡng hợp lý, uống đủ nước, bổ sung lợi khuẩn và chất xơ, vệ sinh răng miệng đúng cách, hạn chế sử dụng chất kích thích và tạo bầu không khí vui vẻ khi ăn uống. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu bài số 30, máu và hệ tuần hoàn ở người. Phần 1, máu. Cấu tạo của máu gồm có hai phần, huyết tương và các tế bào máu. Tế bào máu gồm có 3 tế bào là tiểu cầu, bạch cầu và hồng cầu. Chức năng của máu cũng chính là chức năng của các thành phần cấu tạo nên máu, bao gồm vận chuyển các chất,
tham gia vào quá trình đông máu, tham gia bảo vệ cơ thể và tham gia vận chuyển các chất khí O2 và CO2 đến khắp cơ thể. Phần 2. Miễn dịch. Miễn dịch là gì? Miễn dịch là khả năng của cơ thể nhận diện và ngăn chặn sự xâm nhập của mầm bệnh, virus, vi khuẩn, nấm hoặc là ký sinh trùng. Cơ thể chúng ta có hàng rào bảo vệ tự nhiên, bao gồm da, niêm mạc, dịch tiết để ngăn không cho mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể. Miễn dịch sẽ có liên quan đến kháng nguyên và kháng thể. Vậy thì kháng nguyên và kháng thể là gì? Kháng nguyên là chất lạ, cũng chính là mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể. Còn kháng thể là do bạch cầu tiết ra để chống lại các kháng nguyên. Kháng thể có khả năng liên kết đặc hiệu với kháng nguyên theo nguyên tắc chìa khóa và ổ khóa, tức là kháng nguyên nào thì kháng thể ấy. Chúng ta thường đi tiêm vaccine để phòng bệnh, vậy thì làm sao vaccine có thể phòng được bệnh? Tiêm vaccine giúp phòng bệnh bởi vì vaccine chứa kháng nguyên. Khi đưa vaccine vào cơ thể sẽ kích thích cho bạch cầu sản sinh ra kháng thể chống lại mầm bệnh và ghi nhớ kháng nguyên đó. Nếu lần sau bị mầm bệnh chứa kháng nguyên tương tự xâm nhập thì cơ thể có khả năng sản sinh nhanh kháng thể để chống lại mầm bệnh, vì bạch cầu đã ghi nhớ lại kháng nguyên đó. Nhờ vậy chúng ta sẽ phòng được bệnh. Phần 3. Nhóm máu và truyền máu. Vậy thì nhóm máu là gì? Nhóm máu là sự phân loại máu dựa trên sự khác biệt về kháng nguyên trên bề mặt hồng cầu và kháng thể trong huyết tương của mỗi người. Có rất là nhiều hệ nhóm máu khác nhau, nhưng hệ nhóm máu mà chúng ta thường quan tâm khi truyền máu đó là hệ nhóm máu ABO, gồm có tất cả là 4 nhóm máu: nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu O và nhóm máu AB. Vậy thì chúng ta cần tuân thủ những nguyên tắc nào khi truyền máu? Thứ nhất là truyền máu theo đúng sơ đồ để truyền đúng nhóm máu. Thứ hai là cần truyền các nhóm máu không có tác nhân gây bệnh. Đây là sơ đồ truyền máu. Nhìn vào sơ đồ truyền máu, chúng ta có thể thấy nhóm máu thứ nhất là nhóm máu O. Nhóm máu O là nhóm máu có thể cho bất kỳ một nhóm máu nào nhưng chỉ nhận lại của chính nó là nhóm máu O. Nhóm máu A là nhóm máu có thể cho máu cho nhóm máu A và nhóm máu AB, và chỉ nhận lại của nhóm máu A và nhóm máu O. Nhóm máu B là nhóm máu có thể cho máu cho nhóm máu B và nhóm máu AB, và chỉ nhận lại của nhóm máu O và nhóm máu B. Nhóm máu AB là nhóm máu có thể nhận của tất cả các nhóm máu còn lại, nhưng khi cho máu nó chỉ cho nhóm máu AB. Phần 4. Cấu tạo hệ tuần hoàn. Hệ tuần hoàn của cơ thể gồm tim và hệ thống mạch máu. Các cơ quan trong hệ tuần hoàn phối hợp hoạt động với nhau một cách nhịp nhàng để giúp cho vận chuyển máu đi khắp cơ thể. Tim có tác dụng co giãn đều đặn liên tục để đẩy máu ra động mạch và hút máu từ tĩnh mạch về tim. Mạch máu bao gồm động mạch, mao mạch và tĩnh mạch. Mạch máu giúp vận chuyển máu đi khắp cơ thể. Phần 5. Phòng bệnh về máu và hệ tuần hoàn. Những người có khẩu phần ăn thiếu sắt, axit folic, vitamin B12 sẽ tăng nguy cơ mắc các bệnh thiếu hồng cầu. Mũi vằn cũng là nguyên nhân truyền virus gây bệnh sốt xuất huyết. Mũi Anophen truyền ký sinh trùng gây bệnh sốt rét. Vì vậy, để phòng bệnh về máu và hệ tuần hoàn, chúng ta cần thực hiện các biện pháp sau. Thứ nhất, ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, đặc biệt là sắt, folic acid, vitamin B12 để không bị thiếu hồng cầu. Không ăn quá nhiều đường, muối, chất béo, sử dụng rượu, bia, chất kích thích để phòng bệnh cao huyết áp, xơ vữa động mạch. Tập thể dục thể thao thường xuyên, lối sống lành mạnh, đảm bảo môi trường sống sạch sẽ, tiêu diệt muỗi. Chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu qua bài 31, thực hành về máu và hệ tuần hoàn. Phần 1. Sơ cứu cầm máu. Ở mỗi dạng mạch máu khi bị tổn thương sẽ có những đặc điểm chảy máu khác nhau. Thứ nhất là ở động mạch, máu sẽ chảy nhiều, tốc độ nhanh và có thể bắn ra thành tia máu. Ở tĩnh mạch, máu chảy nhiều,
nhưng tốc độ của máu chảy chậm hơn so với tổn thương động mạch. Và ở mao mạch, mạch máu nhỏ nhất thì máu thường sẽ chảy ít và chậm. Cách sơ cứu cầm máu. Đầu tiên, chúng ta cần phân loại dạng máu chảy do tổn thương ở động mạch, tĩnh mạch hay mao mạch. Sau đó, tùy theo dạng tổn thương ở mạch máu nào mà chúng ta sẽ có cách xử lý cho phù hợp. Đầu tiên, khi tổn thương ở mao mạch và tĩnh mạch thì chúng ta sẽ xử lý giống nhau. Thứ nhất, dùng bông băng bịt chặt vết thương cho tới khi máu ngừng chảy. Sau đó, chúng ta sát trùng vết thương bằng cồn hoặc nước muối sinh lý hoặc là nước sạch. Cuối cùng, chúng ta băng kín vết thương bằng gạt hoặc là băng keo cá nhân nếu vết thương nhỏ. Với tổn thương ở động mạch, đầu tiên chúng ta ấn động mạch hoặc là buộc garo cho máu ngừng chảy. Sau đó chúng ta băng kín vết thương bằng gạt hoặc là băng cuộn và đưa ngay người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất. Phần 2, đo huyết áp. Việc đo huyết áp thường xuyên sẽ giúp kiểm tra, theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm và điều trị bệnh hiệu quả, nhất là bệnh cao huyết áp, đồng thời cũng hạn chế được những cái tai biến do cao huyết áp gây ra. Các bước tiến hành đo huyết áp. Bước 1, người được đo ngồi ở tư thế thoải mái, để tay lên bàn, quấn túi khí vừa đủ chặt quanh cánh tay, phía trên khuỷu tay, cố định lại như hình. Bước 2, ấn nút khởi động, máy sẽ tự bơm khí vào và sẽ tự đo. Bước 3, khi quá trình đo hoàn thành, đọc kết quả hiển thị trên màn hình của máy, bao gồm 3 chỉ số: chỉ số huyết áp tối đa, chỉ số huyết áp tối thiểu và chỉ số nhịp tim như hình bên dưới. Các em sẽ vận dụng các kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi tự luận ở phần ôn tập nhé. Chúc các em làm bài thật tốt. Mến chào các em.